Học báo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói gì sau khi Olympic Việt Nam bị loại? Sau khi thất bại 1-3 trước Ả Rập Xê Út và chỉ về ở vị trí cuối cùng trong top 5 đội hạng ba tốt nhất, Olympic Việt Nam chính thức chia tay giải đấu. Học báo sau đó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, trước tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đội Olympic Ả Rập Xê Út. Trước trận này chúng tôi biết cơ hội của Việt Nam còn rất ít. Vào thế rất khó nhưng chúng tôi vẫn còn hy vọng nếu so sánh hiệu số và các yếu tố khác ở những bảng còn lại. Ở trận cuối cùng, chúng tôi phải đối mặt với một đội bóng rất mạnh đến từ Tây Á. Như các bạn thấy các cầu thủ Việt Nam đã hết sức cố gắng nhưng vì chênh lệch trình độ quá lớn nên chúng tôi đã thua và cuộc chơi dừng ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi có một đội hình trẻ và giải đấu này sẽ là bài học rất tốt cho các cầu thủ trong tương lai. Hôm nay chúng tôi thua nhưng tôi rất hài lòng về sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu của từng cầu thủ olympic việt nam